Ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua của vũ trụ là gì? Chúng ta biết rằng hàng năm trong chủ nhật cuối cùng của một âm lịch phụng vụ là tuần 34 thường niên hàng năm là chúng ta có cái thánh lễ này, đó là thánh lễ Chúa Giêsu Kitô vua của vũ trụ. Và tùy nếu là năm A, năm B hoặc năm C, chúng ta nhìn thấy cái bài đọc nó từ những mấy phúc âm khác nhau. Ví dụ năm A là bài phúc âm từ Kinh Thánh của Matthew, hoặc là năm B từ Kinh Thánh của Marco, hoặc là năm nay năm C từ Kinh Thánh của Luca. Và chúng ta nhìn thấy rồi, cái chủ nhật cuối cùng của một năm phụng vụ là chủ nhật 34. Và hàng năm giáo hội cũng ghi nhớ thánh lễ này, đó là Chúa Giêsu Kitô vua của vũ trụ. Chúa Giêsu Kitô là vua của hết tất cả vũ trụ. Vậy đây con xin mời tất cả mọi người mở ra Kinh Thánh của Luca chương 23 đoạn 35 tới 43 và chúng ta có thể suy niệm thêm về cái bài Kinh Thánh này. Và đây con xin muốn chia sẻ bốn điểm rất là quan trọng về cái bài phúc âm này. Chúng ta cũng biết rồi, cũng rất là quan trọng để hiểu thêm một tí xíu nữa về cái lịch sử của cái ngày lễ này và cũng hiểu thêm một tí xíu về cái ý nghĩa này. Nên nó làm hai cái video khác, nói một là về lịch sử và một cái nữa nói là về ý nghĩa của cái ngày lễ này. Nếu chúng ta muốn có thể coi hai cái video đó, đây anh xin muốn suy niệm về cái bài đọc đây từ Kinh Thánh của Luca chương 23 đoạn 35 tới 43. Điểm số 1 con xin muốn chia sẻ là chúng ta nhìn thấy đoạn 35 và 36 của chương 23 đây của Luca. Và trong cái đoạn này nó rất là đơn giản thôi. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thánh giá, đã đang ở trên cây thánh giá đây. Và những người chung quanh họ cũng đã chọc Chúa, nói là đây nếu thật sự là Chúa thì tự cứu mình đi, phải không? Và tất cả những mấy người trong quán họ cũng nói vậy. Nếu ông này nói là vua, nếu ông này nói ông là Chúa, thôi thì tự ông cứu rỗi ông luôn đi, phải không? Và nếu mà chúng ta đọc đây, chúng ta nhìn thấy cái này nó rất là hay. Nó hay là cái điểm này nè. Bởi vì tuy dù họ dùng những mấy cái lời này để chọc Chúa, nhưng mà cuối cùng cái lời đó nó cũng thành thật. Bởi vì sao? Tuy dù Chúa đã chết, nhưng ngày thứ ba sao Chúa sống lại. Chúa sống lại à. Tuy nhiên tất cả những cái lời gì mà họ dùng để chọc Chúa, nói là nếu ông này là vua sao ông cứu mình đi. Và cuối cùng cái chuyện đó nó xảy ra, anh chị em có nhìn thấy không? Và cái đó nó rất là hay. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn với lại con mắt của loài người, nhiều lúc chúng ta nhìn thấy không có hy vọng. Chúng ta nhìn thấy ví dụ đi, những người tông đồ của Chúa Giêsu, các tông đồ này đã đi theo tới Chúa và khi mà lên tới cây thánh giá thì tất cả các tông đồ này chạy trốn đi hết. Và những mấy người khác đó, họ đứng ở đó ngay dưới thánh giá và họ chọc Chúa, nói là ông này ông nói là Chúa, sao ông không có tự cứu ông đi. Nhưng mà sau này chúng ta nhìn thấy rồi, ngày thứ ba Chúa sống lại. Trên cuối cùng những cái lời mà họ dùng để nói về Chúa cuối cùng thật sự hoàn thành. Và không, cho nên khi mà chúng ta đọc đoạn 35 và 36 của chương 23 Thánh Luca đây, chúng ta nhìn thấy nó rất là hay. Và nó cũng nói lên với lại chúng ta về cái sự hy vọng của người Công giáo, của hy vọng. Bởi vì nhiều lúc trong cuộc đời riêng của chúng ta không có hy vọng, phải không? Chúng ta nói là ô cái này hết rồi, không còn gì nào nữa. Ví dụ đi một người nào trong gia đình của chúng ta chết, hoặc là chúng ta có một cái điểm gì trong cuộc đời riêng của chúng ta mà cảm thấy không có hy vọng, thì chúng ta cũng đi sâu thêm và hướng về Chúa Giêsu Kitô đây cũng là niềm vui và hy vọng của chúng ta. Và nhiều lúc khi mà không còn hy vọng, chúng ta nhìn thấy qua ngày thứ ba Chúa đã sống lại, Chúa đem sự hy vọng cho những người đã tin. Điểm số 2 con xin muốn chia sẻ, và nếu chúng ta đọc tiếp trong phúc âm này, chúng ta nhìn thấy nói rằng Chúa Giêsu Kitô là vua của Do Thái, vua của dân Do Thái. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn lên một cây thánh giá nào đó, chúng ta nhìn thấy nó có một cái bảng đằng trên, phải không? Cái bảng đằng trên cây thánh giá đó, cái bảng đó có bốn chữ, nó là INRI. Có nghĩa là gì? Cái INRI này á, nó nghĩa là
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, có nghĩa là Chúa Giêsu vua Do Thái. Có nghĩa là như vậy đó, bốn cái chữ đó bằng tiếng Latin. Và thường thường cái truyền thống á, là những người nào mà bị kết án, bị giết chết á, bằng cách mà đóng đinh á, thì thường thường á, cái lý do mà tại sao đây bị kết án, đây bị giết chết á, là để trên cái bảng đó. Vậy nếu chúng ta để ý rõ, chúng ta nhìn thấy đây là vậy, cái bảng của Chúa Giêsu đề đó là Chúa Giêsu vua của Do Thái, vua Do Thái, phải không? Và cái đó chúng ta nhìn thấy cái đó không có phải là tội phạm mà đã phải chịu chết, bởi vì trong lề luật của Roma có nghĩa là nếu mà ai bị chết thì phải để trên cái bảng đó giải thích tại sao người này đã bị kết án chết. Và cái lý do của Chúa Giêsu, cái đó không có phải là lý do. Nhưng mà cái này nó cũng hay nữa, bởi vì nếu mà chúng ta để ý rõ đây, nó nói lên một điểm, Chúa Giêsu là vua Do Thái, mà không phải chỉ có vua Do Thái thôi, mà vua của hết tất cả các vua, vua của hết tất cả mọi sự. Bởi vì sao? Chúa đã chết rồi sau đó đã sống lại. Và ông Pilato, tuy dù ông ấy viết những mấy cái lời đó, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái lời của ông ấy, cuối cùng nó cũng nói lên một điểm, đó là Chúa là vua, không phải chỉ có vua Do Thái thôi, nhưng mà vua cho hết tất cả vua. Xin nói thêm một cái điểm này sau này. Điểm số 3 tôi muốn chia sẻ đây, nói là lên hai người trộm, một người trộm ở bên tay trái của Chúa và một người trộm ở bên tay phải của Chúa. Nếu chúng ta đọc tiếp trong phúc âm này, chúng ta để ý, chúng ta thấy cái người trộm ở bên tay trái đó đã nói Chúa sao? Nếu ông là Chúa, tại sao không cứu ông và cứu chúng tôi luôn đi, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy ngược lại, cái người trộm ở bên tay phải nói điểm gì? Người trộm ở bên tay phải có cái sự hối cải, chấp nhận được đây là tội của mình, và theo cái lề luật của Roma mà đã phạm những tội này thì phải bị đóng đinh. Và ông trên hai người này, họ đã phạm tội, trên cái tội của họ đóng đinh chết trên cây thánh giá. Nhưng mà chúng ta để ý rõ đây, cái ông trộm ở bên tay phải đây, ông quay lại tới Chúa và ông mới chấp nhận cái lỗi của ông á, rồi sau đó ông á có một cái yêu cầu với Chúa. Ông cái yêu cầu đó là như vậy: lạy Chúa, xin nhớ con khi Chúa quay về nước trời của Chúa, phải không? Và sau đó Chúa Giêsu nói sao? Trong ngày hôm nay con sẽ ở với thầy. Trong ngày hôm nay con sẽ ở với thầy trên thiên đàng. Và nếu mà chúng ta để ý rõ điểm đó, đây con xin muốn chia sẻ là như vậy: chỉ có qua lòng Chúa thương xót mà chúng ta có thể nhận được ơn cứu độ thôi. Có nghĩa là sao? Trong cuộc đời của chúng ta làm hết tất cả những công việc tốt, những mấy cái đó là nó tốt, bởi vì nó làm sao? Nói lên cái sự bác ái của chúng ta, tất cả những hành động nói lên sự bác ái của chúng ta. Nhưng mà cuối cùng để được vào nước trời, để được vào nước thiên quốc của Chúa, chúng ta chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản. Cho nên chúng ta nhìn thấy khi mà đọc thêm cái câu chuyện này, có một cái thành phố ở California, cái thành phố đó tên là San Dimas. San Dimas có nghĩa là cái ông thánh này nè, ông có tên là Thánh Dimas, Thánh Dimo. Có bởi vì sao ông có thành thánh? Bởi vì ông đã được lên thiên đàng, ông đã được tới nước trời với Chúa. Và ở trong một cái video khác, trong ngày lễ các thánh, còn cũng giải thích tất cả mọi người chúng ta, cái ơn gọi trước nhất của chúng ta là trở nên thánh, phải không? Trở nên thánh thiện. Và tất cả những người đã được lên thiên đàng rồi là những người thánh. Trên Thánh Dismas Day là đã được lên thiên đàng rồi. Và chỉ có nhờ qua lòng thương xót của Chúa mà thôi. Trên cuối cùng chúng ta bước vào điểm số 4. Điểm số 4 con xin muốn chia sẻ là chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nếu chúng ta muốn vào nước trời của Chúa, chúng ta chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi mới được vào nước trời của Chúa. Và nhiều lúc khi mà chúng ta nói về lòng Chúa thương xót, có rất là nhiều người nói là ô, bởi vì Chúa thương xót anh em, muốn làm gì làm, nhưng mà cuối cùng Chúa cũng thương xót thôi. Cái đó cũng đúng, nhưng mà chúng ta phải thay đổi tấm lòng từ sâu. Và cái này không có phải là chỉ có giả vờ được thôi,
phải không? Tại vì mình có thể đi ra ngoài nói là ô, tôi phạm hết tội này nhưng mà tôi hối cải, tôi muốn thay đổi cuộc đời vân vân. Nhưng mà Chúa có thể nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Và nếu mà có sự hối cải thật sự như là cái người trộm lành này, thì giống như là người trộm lành này, chúng ta có thể có cơ hội được vào nước trời với Chúa. Vậy thì hàng năm trong tuần cuối cùng của năm lịch phụng vụ, hàng năm là chúng ta có cái ngày thánh lễ này, đó là Chúa Giêsu Kitô vua. Chúa Giêsu Kitô vua của vũ trụ, vua của hết tất cả vũ trụ luôn. Và đây á, nó rất là hay bởi vì nhắc nhở chúng ta một điểm duy nhất. Một điểm duy nhất này á, nói lên chúng ta là như vậy, là hết tất cả mọi sự trước sau gì nó cũng trôi đi mà thôi. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu cái vương quốc ở ngoài đời này phải không? Dân La Mã nè, Hy Lạp nè, tất cả những nhóm họ lên rồi sau đó xuống mà thôi, rồi sau đó cuối cùng cũng trôi đi thôi. Nhưng mà nước trời của Chúa không có bao giờ trôi đi. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Và nhiều lúc khi mà chúng ta xong một cái năm phục vụ và nhìn thấy cuối năm của một năm phục vụ, nó cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn thấy cuối một năm, hoặc là cuối đời của chúng ta, hoặc là cuối thế giới đây, tận thế vân vân. Nhắc nhở chúng ta là trước sau gì hết tất cả mọi sự sẽ trôi đi thôi. Nhưng mà một cái không có trôi đi, đó là cái tình thương của chúng ta và Chúa Giêsu, cái nối kết đây. Và nếu chúng ta muốn vào nước trời của Chúa, Chúa Kitô là vua, Chúa cho chúng ta vào. Vậy chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô thật sự là vua, và Chúa mời tất cả mọi người chúng ta đi vào trong nước trời của người vua này, đó là Chúa Giêsu Kitô. Cái câu hỏi đặt ra là như vậy: chúng ta có muốn vào nước trời không? Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.